Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa giao thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Theo đó, công tác thanh tra làm rõ quy trình tiếp nhận, việc thẩm định nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện để phê duyệt danh sách bố trí đối với các đối tượng mua nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 kết luận xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Ủy ban dân thành phố trong tháng 5 năm 2019.